Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình đào tạo Mathgam X7. Đây là cái chương trình đào tạo lập trình gia công nhiều trục, hay còn gọi là Multi-axis. Như vậy, chúng ta đã học qua hai cái DVD, đó là DVD về lập trình tiện hai trục, lập trình tiện trên máy kết hợp trục C, lập trình file 2D, lập trình file 3D, một cái số máy về năm trục của chúng ta. Như giả sử như là để gia công cái chi tiết như thế này, thì chúng ta phải có sự kết hợp. Giữa quay quanh trục X và quay quanh trục Y. Ok, chúng ta mới học xong kiểu Rotate Cut. Chúng ta đã gia công được gia công thô, coi như là gia công thô cái đĩa cam này nha. Cái bánh cam. Như vậy chúng ta bây giờ sang một cái kiểu gia công khác nữa. Thay vì chúng ta gia công Rotate Cut thì chúng ta gia công tinh gia công tinh theo kiểu là Edge Cut, tức là chạy dao song song với cái trục cam, được chưa? Trục quay của chúng ta kích vào multi axis. Ok, khi nó phân tích xong thì các bạn thấy được là chúng ta sẽ chạy thử cái back plot thì các bạn thấy nó được như vậy, yeah, được y hệt rồi. Như vậy là chúng ta sẽ vừa gia công thô xong theo kiểu là rotate cut và kiểu gia công tinh là iso cut. Chúng ta có thể là mô phỏng toàn bộ quá trình gia công của chúng ta tạo thành một cái bánh cam hoàn chỉnh. Chúng ta cảm thấy nó như thế nào, đấy chưa? Bạn thấy được là chúng ta mô phỏng được bánh cam là như vậy, yeah. Chúng ta đã vừa cắt thô và vừa cắt tinh, yeah. Đó. Như vậy là chúng ta sẽ học xong cái lệnh rotate cut, và trong đó là có rotate cut và iso cut. Hoặc là chúng ta dùng translate để chúng ta copy, cái gọi copy, và từ vị trí này chúng ta copy sang vị trí này, yeah. Thì chúng ta được một cái kiểu tương tự như thế, yeah. Và chúng ta translate cả cái đoạn này ra giữa để chúng ta gia công, yeah. Ok rồi, ok đấy, thì cái kiểu thì cái đường geometry này, cái đường cong hình học như thế này, cái dạng hình học như thế này, thì chúng ta có thể thấy được là nó khi chúng ta gia công nó quét lên một cái mặt trụ của chúng ta thì nó ra cái dạng trụ cảm, yeah, ra dạng trụ cảm. Ok, và bây giờ thì có vẻ nó xuống dao và ra dao thì nó ok hơn, yeah, ok hơn. Thì đây được gọi là gia công cái kiểu trụ cam của chúng ta. Trụ cam dùng rất là nhiều và nó chắc chắn hơn rất nhiều. Pocket nhưng mà gia công trên máy 4 trục. Vậy giả sử như là cái hốc này của chúng ta gia công pocket trên máy 4 trục có được hay không? Thế làm sao để gia công được? Nếu máy 3 trục thì chúng ta cái hốc như thế này là rất là khó gia công. Nhưng mà trên máy 4 trục thì hoàn toàn rất là dễ, rất là đơn giản, rất là chỉ. Thì chúng ta đầu tiên, và bây giờ chúng ta có thể thử chúng ta xem này. Gia công ok chưa? Yeah. Đó, như vậy là tạm là ok rồi, đúng không? Tạm là ok rồi. Bây giờ chúng ta có thể là mô phỏng toàn bộ quá trình gia công của chúng ta cái hốc này như vậy. Port, tức là chúng ta sẽ đi file những cái lỗ mà không có thẳng góc. Đấy, giả sử như là chúng ta file một cái ống mà nó bị cong như thế này, thì chúng ta thực hiện như thế nào để cho được cái đường chạy dao như vậy, yeah. Port tức là kiểu gia công cái đường cong ở trong này, yeah. Không có thay đổi mà kích vào bạn phân tích, được chưa? Khi phân tích thì bạn sẽ thấy được là thì cái vấn đề đấy tại sao nó lại như thế, được chưa? Thì đó là cái lý do. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xem một cái lệnh tiếp theo, đó là lệnh multi-axis surface, là multi surface, tức là chúng ta sẽ gia công nhiều bề mặt. Chúng ta thử xem cái chuyển động chạy dao của cái chi tiết này, tôi vừa lập trình xong.
thì các bạn thấy được là cái bề mặt như thế này, chúng ta gia công theo kiểu multi surface là như thế nào, chưa? Chúng ta cái chuyện chúng ta chạy như vậy thì đó, khi chúng ta gia công thì chúng ta được như vậy, được chưa? Thế làm sao để có thể gia công được cái bề mặt nhiều bề mặt như vậy, nó lại nghiêng lên nghiêng xuống như thế mà vẫn đảm bảo được cái độ chính xác, thì chúng ta phải làm như thế nào? Đó, thì đây là một cái ứng dụng rất là tốt trong máy năng chụp, ứng dụng rất là tốt. Chúng ta có thể gia công được tất cả những cái bề mặt mà chúng ta cần mong muốn sử dụng cái công cụ này, được chưa? Sorry, chúng ta mới chọn có một cái bước thôi, như vậy là wrong. Chúng ta sẽ chọn cái bước tiếp theo nhé, bước cả hai bước. Chúng ta đây đây chọn cả hai bước đi nhé. Dạ, yeah. Chúng ta đổi sang vị trí này thì chúng ta thấy được là ok. Kết quả gia công như thế nào? Yeah. Sau khi chạy lò thô và chạy gia tinh. Ok. Nói thì các bạn thấy được cái kết quả gia công thì chúng ta sẽ được update. Yeah, được update. Yeah, và chúng ta sẽ được kết quả như vậy. Chào các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái bài tập tiếp theo, được chưa? Bài tập tiếp theo. Vậy là bài tập tiếp theo của chúng ta là đi gia công theo kiểu curve, theo kiểu đường cong, được chưa? Thì gia công nam trục, đấy cũng là vertices. Thì đối với chi tiết này, đối với cái chi tiết này, thì tôi sẽ đi gia công những cái kiểu là khắc, giống như khắc nghệ thuật vậy. Thì tôi gia công thứ nhất là tôi cắt cái theo cái đường bao là hình sao như thế này, được chưa? Hình sao. Và để khắc chữ lên cái mặt cầu này, mặt cầu này, được chưa? Và tôi sẽ cắt những cái đường 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 viền như thế này, đường viền được gọi là được 3D curve, tức đường cong 3D, được chưa? Chúng ta đừng như vậy, được chưa? Chính xác rồi đấy. Được chưa? Và bây giờ chúng ta, các bạn có nhớ cái kiểu là chúng ta sao chép cái đường chạy dao không? Ok, bây giờ chúng ta sẽ sao chép cái đường này thành 4 đường thì chúng ta sẽ được 4 cái đường cong cong tròn như thế. Dễ dàng thôi, không có gì cả, được chưa? Chúng ta sẽ tiếp vào là chúng ta, chi tiết chúng ta được như thế nào, được chưa? Ok, giờ là không vấn đề gì nữa, được chưa? Nói về gia công bốn trục và gia công năm trục theo kiểu classic. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi thực hành một số chi tiết cụ thể, được chưa? Giả sử những cái trục vít này thì chúng ta lập trình gia công như thế nào, yeah. Đó thì chúng ta sẽ đi từng bước một để chúng ta áp dụng những cái lệnh chúng ta đã học vào trong cái chi tiết cụ thể, được chưa? Các bạn ok không ạ? Đó. Ok, chúng ta kích run. Và chúng ta kích vào cho dao đứng yên và thôi chúng ta quay thôi, nó đúng theo kiểu bốn trục, được chưa? Và các bạn cố gắng xem được cái kết quả và chúng ta cảm nhận được là một chi tiết chúng ta gia công nó phức tạp như thế nào, và hoàn toàn chúng ta có thể làm được. Nếu giả sử như là nó phức tạp quá thì chúng ta vẫn có thể làm được, chỉ có cái là chúng ta cố gắng kiên trì thôi. Thì giống như là vài cái video vừa rồi thì chúng ta cảm thấy là nản, đúng không? Cái gì nó cũng bị lỗi, cái gì nó cũng va chạm hết, tại sao lại như thế? Thế nên là khi trải qua được một số quá trình chỉnh sửa thì các bạn thấy được là cái vấn đề nó nằm ở chỗ nào, được chưa? Đấy, tôi mong muốn là các bạn là cố gắng xem video và các bạn thực hành cho thật tốt. Và có vấn đề thì không có hiểu thì cố gắng liên hệ với tôi qua Facebook hoặc là qua số điện thoại trực tiếp, được chưa? Tôi sẽ cố gắng online để cho tôi giúp các bạn qua cái phần mềm kết nối máy tính từ xa TeamView, được chưa? Đấy, rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Ok, như vậy là cái trục vít của chúng ta đã tạm thời ok, được chưa? Đấy, thì các bạn muốn cho nó tinh hơn, nó chính xác hơn, tức là nó mịn hơn, được chưa? Thì các bạn thay đổi cái dao của chúng ta, yeah, thay đổi cái dao của chúng ta. Thay vì dao Bumio thì chúng ta sử dụng dao cầu, yeah. Dao Bumio khác mày, Bumio khác, được chưa? Đấy, ok, để chúng ta tạm dừng cái bài tập này ở đây, để chúng ta sẽ sang một cái bài tập khác, yeah, bài tập khác.